Bố ơi, bố sẽ trả lời thống kê dân số 2020 đúng không? Thống kê gì vậy con? Thì mỗi 10 năm, họ thống kê dân số dùng để phân bổ tài trợ liên bang cho những thứ được như đường xá nè. À, mà bố bận lắm. Nhưng bố ơi, cái này rất quan trọng lắm. Mình hãy ghé trang 2020census.gov để cùng nhau tìm hiểu đi. Không chừng mình có thể tìm ra cách để bớt kẹt xe đó. Bớt kẹt xe hả? Có lý đó. Đây. Tìm hiểu thêm tại 2020census.gov.